Khi sinh không từ đâu đến, khi diệt không đi về đâu, các pháp đều như huyễn hóa chỉ đối hoặc con mắt. Hỏi, nếu như vậy, đã có tướng tập tán, cớ sao tu Bồ Đề nói không biết không nắm được? Đáp, vì không từ đâu đến nên tướng tụ tập không thể có được, vì không đi về đâu nên tướng phân tán không thể có được. Lại nữa, sinh không có nên tướng tu tập không thể có được, diệt không có nên tướng phân tán không thể có được, vì rốt ráo không nên tướng tu tập không thể có được, vì nghiệp nhân duyên không mất nên tướng phân tán không thể có được. Lại nữa, quán lý thế gian biến diệt nên tướng tụ tập không thể có được, quán lý thế gian tụ tập nên tướng phân tán không thể có được. Có các nghĩa như vậy, nên biết tướng tụ tập phân tán không thể có được. Làm sao lập danh tự là Bồ Tát? Nếu gượng nói có danh ấy, thì danh ấy cũng không trụ, cũng chẳng phải không trụ. Hỏi, danh tự ấy có sao không trụ? Đáp, danh tự trụ ở trong Pháp. Vì Pháp không, nên danh tự không có chỗ trụ. Như do xe, do bánh xe, vành xe, cái tay hoa xe, cái bầu xe hòa hợp nên có tên xe. Nếu sự hòa hợp ấy phân tán, thời mất tên xe. Tên xe ấy chẳng phải ở trong bánh xe, vân vân, cũng chẳng phải ở trong chỗ lìa bánh xe, vân vân. Danh tự xe tìm trong một khác đều không thể có được, vì mất trong danh tự xe, danh tự không có chỗ trụ. Khi nhân duyên phân tán còn không có, huống gì khi nhân duyên diệt. Chúng sinh cũng như vậy, do năm uẩn sắc thọ vân vân hòa hợp nên có danh tự chúng sinh. Nếu hút năm uẩn ly tán, thời danh tự không có chỗ trụ. Khi năm uẩn ly tán còn không có, huống gì không có năm uẩn. Hỏi, nếu khi phân tán danh tự không thể có được, còn khi đang hòa hợp chưa phân tán thời có danh tự, cớ sao nói không thể có được? Đáp, Bồ Tát ấy danh tự chỉ có một, mà năm uẩn thời có năm, một không làm thành năm, năm không làm thành một. Nếu năm làm một không thể được, như năm con vật không được dùng làm một con, hoặc một làm năm không thể được, như một con vật không được dùng làm năm con. Vì vậy một danh tự Bồ Tát không được trụ trong năm uẩn, chẳng phải không trụ, là nếu không có danh tự, theo nhân duyên hòa hợp, thời ngôn ngữ sự việc thế tục đều tiêu mất. Thế để không có nên đệ nhất nghĩa, để cũng không có. Hai, để không có nên các pháp rối loạn. Lại nữa, nếu trong nhân duyên có danh tự, thời như nói lửa ắt bị cháy miệng, nói có ắt bị lấp bít miệng. Nếu danh tự không ở trong pháp, thời nói lửa không nên sinh ý tưởng về lửa, tìm lửa cũng có thể được nước. Từ xa xưa lại đây chung nhau chuyển danh tự, nên danh tự mà biết đến việc. Do vậy nên nói nghĩa của danh tự chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Lại nữa, trong đây tu Bồ Đề tự nói nhân duyên, vì không có gì nên danh tự chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Giống như danh tự Bồ Tát, danh tự các pháp năm uẩn, 12 nhập, 18 giới cũng như vậy. Hỏi, như trước đã nói các pháp năm uẩn hoặc tập hoặc tán đều không có được, nay cớ sao còn nói năm uẩn? Đáp, ở trên nói ngày năm uẩn, này muốn nói năm uẩn như mộng, như huyễn. Lại nữa, có người nói năm uẩn của người phàm phu hư dối không thật, như mộng, còn năm uẩn của thánh nhân chẳng phải hư dối. Vì vậy nên tu Bồ Đề nói như mộng như huyễn đều đồng chẳng trụ. Hỏi, trong 10 thí dụ, xem chương 10 dụ thứ 11, cớ sao đây chỉ nói đến 5 việc? Đáp, nếu nói 10 việc thì không có trong hiện tại, chỉ theo tâm chúng sinh nói 5 dụ đủ biện biệt 5 việc, nên không nói hết. Hoặc vì 5 uẩn nên nói 5 dụ, các pháp khác cũng như vậy. Lìa có hai, một thân lìa, hai tâm lìa. Thân lìa là bỏ thế sự, ân ái gia đình ở chỗ nhàn tịnh. Tâm lìa là xa lìa hết các kiết sự. Lại lìa có hai thứ, một, các pháp lìa danh tự. Hai, các pháp mỗi mỗi lìa tư tưởng. Trong đây cốt nói hai thứ lìa sau. Vì cớ sao? Vì trong đây cốt phá danh tự, còn chỗ khác nói lìa tự tướng. Trong pháp tiểu thừa phần nhiều nói hai thứ lìa trước, thân lìa, tâm lìa. Tịch diệt cũng có hai, một thuần tướng lành tịch diệt ác sự, hai như tướng niết bàn tịch diệt. Quán các pháp thế gian cũng như vậy, trong đây chỉ nói thứ tịch diệt sau.
Bất sinh cũng có hai, một pháp vị lai và vô vi, hai hết thảy pháp thuật tướng vô sinh. Vì tướng sinh không thể có được nên trong đây chỉ nói thứ bất sinh sau. Bất diệt có ba, một trí duyên diệt, trạch diệt, hai phi trí duyên diệt, phi trạch diệt, ba vô thường diệt. Trong đây cốt nói vô thường diệt vì trái với đây nên gọi là bất diệt. Bất thị là hết thảy các quán diệt. Đường ngôn ngữ dứt, không có pháp có thể chỉ bày. Pháp ấy tưởng như vậy, hoặc có hoặc không, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng như chẳng sạch. Nghĩa là như như pháp tánh thật tế, pháp tướng, pháp vị như trước đã nói. Hỏi, năm uẩn có tập có tán, trái với đây nên nói không tập không tán. Còn như như pháp tánh thật tế vân vân không trái nhau, cớ sao không tập không tán? Đáp, hành giả được như như pháp tánh vân vân nên gọi là tập, vì mất nên gọi là tán. Như như không, tuy không tập không tán. Quét vách cửa gọi là tập, lấp bít lại gọi là tán. Các nghĩa thiện bất thiện cho đến mười phương hằng hà sa chư Phật như trước đã nói. Các pháp ấy và danh tự Phật không chỗ nương dựa, cho nên đều không, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Kinh, Bạch Thế Tôn, các pháp do nhân duyên hòa hợp, giả danh bày đặt gọi là Bồ Tát. Danh tự ấy không thể nói nó ở trong năm uẩn.